Thưa quý vị, xuất khẩu tôm đã vượt qua khó khăn, đạt được mức tăng trưởng gần 2 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2024. Tuy nhiên, bài viết trên báo Nhân dân phân tích để duy trì tốc độ tăng trưởng, hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu cả năm từ 4 đến 4,3 tỷ đô la Mỹ, chắc chắn các doanh nghiệp, người nuôi và cơ quan quản lý cần những chiến lược hợp lý, chính xác, thích ứng nhanh với tình hình thay đổi của thị trường để có thể tạo ra những bước đi đột phá trong 5 tháng cuối năm. Báo Kinh tế và Đô thị dẫn số liệu từ Tổng công ty Thép Việt Nam, tổng tiêu thụ thép thành phẩm 6 tháng đầu năm 2024 của đơn vị này ước đạt hơn 1,7 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Hiệp hội Thép Việt Nam dự báo hoạt động sản xuất thép của Việt Nam năm 2024 có thể tăng 10% và năm 2025 tăng 8% khi nhu cầu sử dụng thép của các ngành kinh tế trong nước phục hồi. Điều này một phần là nhờ hoạt động giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông. Các chuyên gia cho biết, những nỗ lực tiếp theo của ngành thép dự kiến sẽ tích cực nâng cấp công nghệ luyện thép, tối ưu hóa quy trình sản xuất và thúc đẩy tái chế. Báo Lao động hôm nay có bài viết Loại bỏ cơ chế cũ để tạo ra thị trường xăng dầu thực sự. Theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, thị trường xăng dầu của Việt Nam hiện nay là đầu vào theo giá thị trường thế giới, nhưng đầu ra bị quản lý bởi các nghị định thông tư giá bán theo công thức tính giá cơ sở đó là sự bất cập đối nghịch giữa hai thị trường mua vào và bán ra trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu vì vậy các doanh nghiệp kiến nghị nghị định về kinh doanh xăng dầu đang được lấy ý kiến cần được xây dựng theo hướng tiếp cận thị trường lấy doanh nghiệp làm gốc nhất là doanh nghiệp bán lẻ vì họ là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi trong hệ thống kinh doanh xăng dầu theo cục phòng vệ thương mại thống kê của tổ chức thương mại thế giới wto hoa kỳ hiện là nước đứng đầu trên thế giới về việc điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại và cũng là nước điều tra áp dụng nhiều biện pháp phòng vệ thương mại nhất với hàng hóa nhập khẩu của một số quốc gia trong đó có việt nam Trung quanh vấn đề này, báo Đại đoàn kết đăng tải ý kiến của một số chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam khi bị Hoa Kỳ điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại cần chủ động xây dựng đề xuất nước thay thế và nguồn dữ liệu thay thế phù hợp cho từng hạng mục chi phí ngay khi có thông tin về vụ việc. Chuyển sang thông tin trên báo Tiền Phong, Ngày 8 tháng 8, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, bệnh tiêu chảy xuất hiện trên đàn bò sữa ở hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng từ ngày 26 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8, ảnh hưởng đến 3.670 con bê bò sữa của 163 hộ trên địa bàn, trong đó có 68 con đã bị chết. Qua kiểm tra lâm sàng, cơ quan chuyên môn nhận định ban đầu bò mắc bệnh tiêu chảy có thể do thời tiết mưa nhiều, môi trường ẩm ướt, kết hợp sức đề kháng của bò giảm sau khi tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục, từ đó tạo điều kiện vi sinh vật có cơ hội tấn công gây rối loạn đường tiêu hóa. Nhiều hộ dân tại huyện Đức Trọng cho biết, rất may mắn do vì bận việc, quên không tiêm vaccine, nên hiện nay đàn bò của họ vẫn đang khỏe mạnh, ăn uống bình thường. Chưa đầy một tháng nữa, năm học 2024-2025 sẽ bắt đầu. Theo ghi nhận trên báo Sài Gòn Giải Phóng, thời điểm hiện tại, phụ huynh và học sinh đang tất bật tìm mua sách giáo khoa cho năm học mới. Năm nay, công tác phát hành sách giáo khoa được triển khai khá sớm, nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn xảy ra tình trạng khan hàng, phụ huynh vất vả tìm mua sách giáo khoa cho con đại diện đơn vị phát hành sách giáo khoa chính thức của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cho biết, để tránh mua nhầm sách giáo khoa không rõ nguồn gốc, phụ huynh nên mua sách tại các nhà sách lớn, uy tín tại địa phương. Hệ thống các cửa hàng nhà xuất bản giáo dục Việt Nam hoặc đặt mua sách qua các kênh bán hàng trực tuyến được bảo hộ nguồn gốc từ đơn vị phát hành như là phươngnamdetail.vn. Thưa quý vị, hai kỳ Olympic trắng tay liên tiếp là kết quả dễ hiểu của dễ hiểu của một nền thể thao không có mũi nhọn của nước ta. Khi bước ra đấu trường quốc tế, thể thao Việt Nam hầu như không có cơ hội cạnh tranh. Theo bài viết trên báo Tuổi trẻ, Olympic Paris 2024 đã phản ánh thực trạng đáng buồn của thể thao Việt Nam nhiều thập niên qua, một nền thể thao hầu như không có bất kỳ mũi nhọn nào, dù là ở nhóm các môn nhà nghề như bóng đá, bóng rổ, quần vợt, cầu lông, các môn đấu võ đài hay các nhóm môn truyền thống Olympic như là điền kinh, bơi lội hay là cử tạ